Xin chào các bạn, tên tôi là Thái Thanh Lâm, tôi đến từ Việt Nam và đây là trường của tôi. Nếu các bạn thật sự nghiêm túc về việc học tập tại Hoa Kỳ, Cascadia Community College sẽ là nơi lý tưởng với rất nhiều lý do. Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một vài điều. Cascadia có các chương trình chất lượng hàng đầu, là một nơi tuyệt vời cho bạn cải thiện tiếng Anh của mình. Bạn có thể ở mọi cấp độ và tiến bộ ở tốc độ của riêng bạn. Và khi tiếng Anh của bạn đủ mạnh, bạn có thể bắt đầu tham gia các khóa học đại học. Tất cả các trợ giảng ở đây thật đặc biệt. Cascadia chỉ có 19 km từ thành phố Seattle, hơn 400 tuyến xe bus dừng lại tại khuôn viên của chúng ta mỗi ngày. Vì vậy, thật dễ dàng để có được những thứ xung quanh. Chúng ta chia sẻ khuôn viên, thư viện, nhà sách và trung tâm sự kiện với trường đại học Washington Bothell. Cascadia có một đội ngũ những người làm việc chỉ với sinh viên quốc tế. Thêm vào đó, tất cả các nhân viên và giáo viên tại Cascadia sẽ hết lòng giúp đỡ để làm cho bạn cảm thấy được chào đón và trả lời các thắc mắc. Và thật dễ dàng để kết bạn tại Cascadia, chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ, các sự kiện đặc biệt và các cơ hội khác để được tham gia và gặp gỡ các bạn bè Mỹ. Không có điểm TOEFL hoặc IELTS được yêu cầu nên rất dễ dàng để bắt đầu tại Cascadia. Vì chọn học tại trường cao đẳng cộng đồng, giá cả phải chăng hơn nhiều so với học tại các trường đại học. Cascadia là nơi lý tưởng cho dù bạn muốn học một vài tháng để cải thiện tiếng Anh của mình hoặc muốn để hoàn thành mức độ liên kết của bạn và chuyển sang một trường đại học. Việc quyết định du học tại Cascadia là một sự lựa chọn tuyệt vời cho mình và tôi đạt được một mục tiêu giáo dục của mình và nhận được một kinh nghiệm thật sự Mỹ. Thank you.